Nơi một chàng giữ tay cho người đẹp của Di ạ. Và phụ đường là đồng viện ạ. Cho nên hai chị em mình mời quý khán giả ủng hộ cho mình nha. Vâng, thưa quý vị, thì với vòng loại giá vé 30.000 đồng để phục vụ tất cả quý vị. Không biết là cô chú anh chị gần xa nào quý vị chưa có vé không ạ? Giơ cao không? Ở đây hả? Dạ. Dạ, cho vé ở đây dùm đi ra xuống y chang. Dạ rồi, còn có một vé thôi à. Đúng rồi, mời ra xong nhiều á. Ừ đó. Rồi, dễ thương quá. Với là và đem lại 30.000 đồng. Và chúng em nhìn vào các cô chú quý chị hoặc bạn ai chưa có lấy cái trên tay tham gia tham dự dùng phụ chơi. Ai còn ghé em qua bên cao cà phê, buffet. Đó, rồi giơ tay lên dùng phụ nha. Rồi lại làm với em. Chào cảm ơn nhiều nha. Và bây giờ chào Phụng xin mời một người lên đây hỗ trợ chúng em quay số nha. Để chúng ta bắt đầu giờ số chỉ cần lựa đặc biệt này. Đem lại 30.000 đồng chúng ta sẽ được nhận qua đó là Nam Phương và Biền Duyên nha. Vâng, thưa quý vị, thì ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, số lượng khách có giới hạn cho nên là rất được mong sự ủng hộ yêu thương đồng lòng cùng tất cả quý vị. Khi tất cả quý vị đã đặt chân đến đây rồi thì đây là cái tấm lòng cũng như cái sự chân thành của gánh hát của cô Hương Nam rất mang ơn tất cả quý vị vì ngay là ngày thứ hai. Cho nên là quý vị ơi, quý vị ngồi đây đi 3-4 người, mỗi người cầm giùm em một tờ lá vé cho tụi em có động lực để tụi em làm thêm nhiều chương trình hay và hấp dẫn hơn để phục vụ của tất cả quý vị nhé. Thế là em mời một người. Yêu nhà chị có cần người làm không? Nhà chị sợ không? Cái sợ. Vậy nó khổ dễ sợ. Thiệt á, là cái tướng khổ rồi mà còn mặc bộ đồ vô thấy còn khổ cơ. Ủa năm nay gia đình em ở đâu? Có chồng chưa? Để mấy chị biết. Rồi mấy chị sẽ ủng hộ cho em. Chưa chị, em chưa có chồng. Bốn mấy tuổi rồi chứ. Trời ơi, rồi giờ chị làm cái nghề gì mà chị cầm cái súng như vậy? Đợi khán giả lên quay số xịt. Với là chị em mời một người, là mời áo trắng luôn ạ. Dạ mời áo trắng lên đây ạ. Và bây giờ dạ em là làm trách nhiệm của em nha. Và bây giờ bên viên phụ mời tất cả các cô chú quý chị bảo con lại đi tay bắt đầu giả số. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
như vậy rất là chân chu và rõ ràng nha quý vị. Thực sự cảm ơn quý vị Phan ơi. Quý vị vui lòng Phan gọi gọi là giá cho quý vị. Em đứng đó để xịt phụng giùm cho em nha. Quý vị Phan gọi gọi là giá để tránh trường hợp kinh sổ của chưa được số. Con số 40 bạn là con số độc giải nha quý vị nha. Rồi bây giờ anh cha sẽ dò giùm cho em rồi.